Kính chào khán giả của Sống An Lạc. Thưa quý vị, trong số rất nhiều những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cho sức khỏe con người thì cá có thể được xếp vào vị trí đầu tiên của danh sách này. Trong cá có chứa rất là nhiều khoáng chất, vitamin có lợi cho cơ thể. Thế nhưng nếu như không biết cách chế biến và sử dụng đúng cách thì ngay lập tức cá lại trở thành một loại thức ăn gây rất nhiều nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Bốn loại cá mà chúng tôi sắp chia sẻ tới quý khán giả trong video ngày hôm nay sẽ giải đáp cho quý vị biết ăn cá sai cách có tác hại lớn thế nào đến sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Tuyệt đối không ăn bốn loại cá này vào người, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Thứ nhất, cá muối, ướp muối mặn dài ngày cho đến chín. Cá muối được xem là một trong những thực phẩm nằm trong danh sách các chất gây ung thư của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, được phân loại là chất gây ung thư hạng nhất trên thuyền và chắc chắn là chất gây ung thư. Cá muối không chỉ gây ung thư mà còn có hàm lượng muối cao, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não như huyết áp cao và bệnh tim. Cá muối mặn trải qua quá trình ướp muối ở nồng độ cao và làm mất nước, là món ăn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến sẽ sản sinh ra hợp chất nitrosamine được chứng minh là có thể dẫn đến ung thư. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã khẳng định việc thường xuyên sử dụng cá muối sẽ làm tăng nguy cơ ung thư mũi, vòm họng. Đồng thời, ăn thức ăn có nồng độ mặn cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, mỡ máu cao. Thứ hai, gỏi cá, cá sống. Trong nền văn hóa ẩm thực trên thế giới, cá sống là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Có thể kể đến như sushi, sashimi hay là món poke ở vùng đất Hawaii xinh đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh việc ngon miệng và có một số lợi ích thì cá sống lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hại cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Sự nguy hại đầu tiên đó là nhiễm ký sinh trùng. Một số loại ký sinh trùng cơ thể thường bị nhiễm sau khi ăn cá sống là sán lá gan, sán dây và giun đũa. Vì cá sống không được chế biến nên nếu cá bị nhiễm ấu trùng thì sẽ trực tiếp di chuyển sang người, ký sinh và phát triển trong nội tạng nhiều năm liền nếu như không được phát hiện kịp thời. Các triệu chứng chính bao gồm đau dạ dày, nôn mửa, chán ăn và lên cơn sốt. Một số trường hợp còn có phát ban sưng và ngứa da. Sự nguy hại thứ hai từ cá sống phải kể đến đó là nhiễm vi khuẩn. Trong miếng cá sống, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng rất nhiều các vi khuẩn có hại tồn tại ở đây. Nếu không ăn cá nấu chín, bạn sẽ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng chính sẽ bao gồm buồn nôn và tiêu chảy. Hệ miễn dịch cũng ảnh hưởng nhiều trong việc chống lại nguy cơ ngộ độc do vi khuẩn. Những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân HIV sẽ có nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn cao hơn so với người khỏe mạnh. Đặc biệt là phụ nữ mang thai nên tránh ăn cá tươi sống để loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria gây tử vong cho thai nhi. Sự nguy hại thứ ba đó là lượng chất thải ô nhiễm có nhiều trong cá tươi sống. Chất ô nhiễm hữu cơ bền là chất cực kỳ độc hại, chủ yếu đến từ các hóa chất trong quá trình sản xuất công nghiệp. Sau đó bị thải ra nguồn nước. Chính điều này khiến cho các loài sinh vật sông nước như cá sẽ mang một lượng chất độc hại hóa học rất lớn, đặc biệt là cá hồi. Khi tiêu thụ nhiều các loại cá tươi sống nhiễm chất thải này, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hay thậm chí có thể là ung thư. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nấu chín cá hồi, lượng chất ô nhiễm hữu cơ bền thấp hơn khoảng 26% so với cá hồi sống cùng loại. Bên cạnh đó, lượng thủy ngân độc hại cũng giảm tới 50-60% sau khi cá được chế biến chín đúng cách. Dù không phải tất cả các chất thải độc hại sẽ bị giảm thiểu sau khi nấu chín, nhưng ít nhất việc này cũng làm giảm bớt nguy cơ đe dọa đến sức khỏe cơ thể của bạn. Do đó, nếu như bạn là người hâm mộ món cá thì nên cẩn trọng trước khi ăn. Đặc biệt, lựa chọn thực phẩm kỹ càng, tránh ăn phải những thực phẩm có nguồn gốc không đủ an toàn cho sức khỏe. Thứ ba, cá hoang dã ở vùng nước ô nhiễm. Chu kỳ phát triển của cá hoang dã kéo dài, các chất dinh dưỡng lấy từ sinh vật phù du và chuỗi thức ăn trong nước tự nhiên. Thịt của loài cá này cũng rất chắc và ngon. Đó chính là lý do mà nhiều người thích ăn loại cá hoang dã. Tuy nhiên, môi trường mà cá hoang dã sinh trưởng và phát triển là không chắc chắn đảm bảo sự an toàn nếu môi trường nước ở đó bị ô nhiễm hoặc những loại cá không rõ nguồn gốc mà bạn vẫn ăn hàng ngày. Nếu các loại cá hoặc các loại động vật sống dưới nước được sinh trưởng trong nước ô nhiễm, cá cũng sẽ bị nhiễm một số chất độc hại.
Sau khi ăn, nó có khả năng gây ra mối đe dọa cho sức khỏe của con người. Nếu cá ăn phải hải tảo, tôm tép nhỏ có độc, chất độc cũng sẽ tích tụ lại trong cá. Sau khi con người sử dụng, đối với cơ thể cũng sẽ rất nguy hiểm. Thứ tư, cá kích thước lớn. Con cá to do sống hoặc là được nuôi lâu năm. Những con cá to có tuổi đời dài so với vòng đời thông thường của cá trưởng thành hay còn gọi là cá già thì thường sống lâu nên sẽ có thời gian dài tích lũy hàm lượng kim loại nặng và các chất độc hại khác trong cơ thể. Nếu con người ăn nhiều những loại cá này, vô tình hấp thụ kèm theo các chất độc đó, dễ dàng làm tổn thương các cơ quan của cơ thể và đặc biệt là thận. Trong trường hợp ăn cá thường xuyên, cơ thể sẽ gặp phải nhiều hệ lụy không mong muốn từ những chất kim loại nặng này và những chất độc tố có trong cá. Ngoài ra, cũng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng những bộ phận sau đây của cá. Thứ nhất là não cá, mắt cá thì tốt nhưng phải biết dùng. Theo quan niệm dân gian, ăn não cá và mắt cá sẽ giúp cho trẻ nhỏ thông minh và mắt sáng. Quan niệm này đúng sai như thế nào? Thì sau đây là sự lý giải của các chuyên gia về vi chất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, nguyên trưởng khoa vi chất Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã cho rằng não cá có chứa nhiều axit béo không bão hòa và chất phospholipid. Những chất này có lợi cho sự phát triển não ở trẻ nhỏ, đồng thời có tác dụng bổ trợ điều trị chứng sa sút trí tuệ ở người già. Còn mắt cá chứa nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa có thể tăng cường trí nhớ và năng lực tư duy, giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh cũng nói thêm, nếu nói ăn não cá và mắt cá giúp thông minh, mắt sáng thì thực sự chưa đúng. Chính xác hơn thì ăn não, mắt cá tốt cho phát triển trí não bởi vì các chất béo omega rất tốt cho não và mắt. Tuy nhiên, khi ăn não và mắt của cá thì cần phải lưu ý tránh các loại cá tầng đáy, bởi vì các loại cá này có nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng và trong đó có thủy ngân. Đặc biệt, các loại cá nhập khẩu hoặc cá được nuôi trong các vùng biển ở nước ngoài có nguy cơ nhiễm kim loại nặng và thủy ngân cao như là cá kiếm, cá ngừ, cá vược, cá kình. Cũng theo tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ăn não cá có nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn não cá sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc kim loại, nhất là các loại cá sống ở tầng đáy cao hơn so với cá tầng mặt. Mức độ nhiễm độc kim loại và thủy ngân sẽ tăng lên nếu như cá đó sống trong điều kiện bị ô nhiễm. Ăn cá có nhiễm thủy ngân sẽ tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là gan. Ăn ruột cá, ngon nhưng dễ bị nhiễm ký sinh trùng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Ninh, ruột cá là một trong những món ăn ngon được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, ruột cá cũng là cơ quan chứa nhiều độc tố, nhiễm những loại vi sinh vật sống dưới nước như là trứng sán, trứng giun và giun xoắn. Nếu ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng khi bị nhiễm vào cơ thể có thể gây hại cho gan và một số cơ quan khác. Trong trường hợp muốn ăn ruột cá, mọi người nên chọn những loại ruột cá ăn được và chế biến cẩn thận. Trước khi nấu, nên rửa thật sạch bằng muối và đặc biệt phải nấu thật chín, tránh nguy cơ mắc các bệnh ký sinh trùng. Hiện nay, trong dân gian, mọi người có thói quen dùng mật cá để ngâm rượu. Chuyên gia vi chất khuyến cáo, mật cá không phải là thuốc bổ mà có chứa những độc tố gây hại cho cơ thể. Mật cá là nơi cung cấp các men, enzyme và có lượng độc tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh, gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân nuốt mật cá chấm đã bị ngộ độc cấp, thậm chí là tử vong. Do đó, khi làm thực phẩm cần rửa thật sạch, nấu nướng kỹ, tốt nhất nên bỏ mật cá, lòng cá. Cá nói riêng và các loại hải sản nói chung thì đều sở hữu hàm lượng dinh dưỡng rất quý giá và phong phú. Đó cũng là lý do mà nhiều người yêu thích các món ăn chế biến từ loại thực phẩm này. Tuy nhiên, nếu thưởng thức hải sản một cách tùy tiện, người dùng sẽ phải đối mặt với rất nhiều những mối nguy hại khôn lường về sức khỏe. Do đó, chúng ta cần phải biết một số lưu ý khi ăn cá cũng như là các đồ ăn hải sản để bảo vệ an toàn cho cơ thể. Thứ nhất, ăn hải sản chưa chín, nguy cơ nhiễm mầm bệnh và ký sinh trùng. Đa số các loại hải sản đều có chứa một loại vi khuẩn có khả năng kháng nhiệt rất cao và chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ hơn 80 độ C. Hơn nữa, môi trường nước, nơi các loại hải sản sinh sống có chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. Trong quá trình đánh bắt, vận chuyển và chế biến,
hải sản cũng có nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh từ bên ngoài. Vì vậy, loại thực phẩm này nên được nấu trong nước sôi khoảng 4 đến 5 phút mới có thể được sát trùng hoàn toàn. Các chuyên gia y tế cũng kiến nghị mọi người không nên ăn các loại hải sản sống hay hải sản ngâm rượu, tẩm ướp, chế biến chưa chín để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Thứ hai, hải sản đông lạnh, đừng giải chế biến bằng cách luộc, hấp. Khác với các loại thịt, trong hải sản chứa rất nhiều loại vi khuẩn có thể chịu được nhiệt độ thấp. Bởi vậy, bất kỳ loại hải sản nào cũng nên được chế biến ở trạng thái tươi ngon. Vì thế, việc ướp đá hay bảo quản hải sản trong tủ lạnh không thể triệt để được các vi khuẩn và mầm bệnh mà chỉ tạm thời làm chậm lại các hoạt động của chúng. Nếu để trong tủ lạnh lâu ngày, hàm lượng vi khuẩn sẽ tăng nhanh, đại bộ phận protein cũng sẽ bị biến tính. Khi đó, hải sản không chỉ không giữ được hương vị thơm ngon mà còn mang nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe. Càng không thích hợp chế biến bằng cách luộc, hấp. Ngược lại, nếu được chế biến bằng các phương pháp dùng nhiệt độ cao như chiên, rán, hải sản không những có được hương vị thơm ngon mà còn tiêu trừ được các loại vi khuẩn. Thứ ba, hải sản có vỏ khi không còn tươi, ổ chứa vi khuẩn. Bản thân các loài nhuyễn thể như sò, hến đã mang trong mình nhiều mầm bệnh. Cơ thể của nhóm này còn có khả năng phân giải protein rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn sau khi chết, chúng sẽ trở thành ổ vi khuẩn, đồng thời sản sinh ra rất nhiều độc tố. Chưa dừng lại ở đó, những loại hải sản có vỏ không còn tươi mới sẽ sản sinh ra nhiều gốc tự do. Đây là chất gây ung thư và nhiều loại bệnh khác đối với cơ thể con người. Bởi vậy, khi mua các loại hải sản có vỏ, bạn nên chú ý lựa chọn những loại tươi ngon và nhanh chóng chế biến, hạn chế để lâu. Bên cạnh đó, người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc mang thể trạng dị ứng nên đặc biệt chú ý khi ăn các loại nhuyễn thể. Thứ tư, hải sản và hoa quả, cặp bài trùng gây đau bụng. Các loại hải sản như cua, tôm, cá thường chứa hàm lượng cao protein và canxi. Trong khi đó, hoa quả lại rất giàu axit tannic. Tác hại đầu tiên của việc ăn hải sản cùng hoa quả chính là cản trở quá trình hấp thụ protein của cơ thể. Không chỉ vậy, canxi trong hải sản kết hợp với axit tannic trong hoa quả sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích thích tiêu hóa, dẫn tới các phản ứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và một số triệu chứng ngộ độc khác. Chính vì vậy, bạn nên ăn riêng hai loại thực phẩm xung khắc này và thưởng thức chúng cách nhau khoảng 2 tiếng. Thứ 5. Vừa ăn hải sản vừa uống bia rượu, cẩn thận bệnh gút. Nhiều người thường có thói quen dùng các loại hải sản làm đồ nhắm mỗi khi uống bia rượu. Các món ăn chế biến từ loại thực phẩm này cũng thường xuyên xuất hiện trên các bàn tiệc cùng bia rượu. Trên thực tế, các loại tôm, cua, cá khi đi vào cơ thể sẽ tạo nên nhiều axit uric. Lượng axit uric dư thừa quá nhiều trong cơ thể chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh gút. Không chỉ vậy, rượu bia còn có các chất đẩy nhanh quá trình hình thành axit uric, gây ra nhiều bất lợi đối với sức khỏe con người. Do đó, các chuyên gia y tế cảnh báo mọi người không nên ăn hải sản trong lúc uống bia rượu để giảm nguy cơ mắc bệnh gút cũng như nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Thứ 6. Uống trà sau khi ăn hải sản, nguy cơ cao mắc sỏi thận. Mặc dù là thức uống tráng miệng được ưa thích của nhiều người dân châu Á, nhưng việc uống trà sau khi ăn hải sản lại không hề được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Nguyên nhân là bởi lá trà cũng có đặc tính tương tự như hoa quả, rất giàu axit tannic. Uống trà ngay sau khi vừa ăn hải sản sẽ cản trở quá trình hấp thu protein và tạo canxi không hòa tan, gây đau bụng, tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Thời điểm tốt nhất để thưởng thức trà sau khi ăn hải sản là khoảng 2 tiếng. Thứ 7. Hải sản và vitamin C, cặp đôi xung khắc. Một số loại hải sản như tôm, cua, nghêu, sò đều có chứa hàm lượng lớn arsen pentavan. Bình thường những chất này không gây hại, nhưng nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C thì lại trở thành mối nguy hại đối với sức khỏe. Bởi khi arsen pentavan kết hợp với hàm lượng vitamin C cao khoảng hơn 500mg sẽ tạo thành arsen thioxid. Chất độc khét tiếng này còn được biết tới với tên gọi thạch tín. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng vitamin C hấp thu từ 50 quả táo nhỏ hoặc 30 quả lê hay 10 quả cam, 3kg rau củ sẽ đủ liều lượng để kết hợp với arsen pentavan tạo thành thạch tín. Bởi vậy, trong lúc ăn hải sản nên tránh xa hoa quả, cũng cần hạn chế ăn rau dưa để tránh gây hại cho cơ thể. Thứ 8. Hải sản đông lạnh,
hãy chế biến thật kỹ. Đối với hải sản đã được nấu chín, bạn có thể để trực tiếp vào tủ lạnh, sau đó đun nóng là có thể dùng tiếp. Tuy nhiên, đối với các loại hải sản tươi được bảo quản đông lạnh, bạn nên giã đông trước khi chế biến, sau đó nấu chín thật kỹ. Cần lưu ý rằng, các loại hải sản tươi sống đều là dạng thực phẩm có protein phân hủy rất nhanh. Tốt nhất, bạn nên chế biến và thưởng thức trong vòng một ngày từ khi mua về, không nên bảo quản trong thời gian quá lâu. Một loại thực phẩm có thể là thần dược, là cả một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe nếu như mà chúng ta biết cách sử dụng chúng. Thế nhưng mặt khác, nó cũng có thể sẵn sàng gây ra những tác hại khôn lường khi mà chúng ta sử dụng chúng sai khoa học. Và cá là một loại thực phẩm như vậy. Do đó, những thông tin mà chúng tôi cung cấp ngày hôm nay, quý vị hãy lưu tâm, hãy thực hiện để các món ăn của mình vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Hãy cập nhật những thông tin y học mới nhất thường ngày trên kênh YouTube Buổi Sống Ăn Lạc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!